Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với những thông tin có trong bản tin ba sạch của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại miền Bắc đang là mùa đi săn chứng kiến, tuy vậy thì vụ việc một bệnh nhân 58 tuổi tại Quảng Ninh bị nổi mẩn toàn thân, khó thở, huyết áp tụt sau một tiếng nghi là do ăn chứng kiến đang khiến cho người tiêu dùng phải hết sức chú ý. Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí ngày mùng 1 tháng 4 trong tình trạng nguy kịch. Bà bị nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, đau quặn bụng, nôn nhiều, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt. Một giờ trước khi vào viện, bà ăn chứng kiến. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc phản vệ độ 3, xác định đây là trường hợp nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu sốc phản vệ theo phác đồ. Hiện bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, các chỉ số lâm sàng bình thường.